Vicino này. Cái công ty này nó được thành lập từ Vicino được thành lập tới năm 1967 nha anh em. Thì cũng khá là lâu năm rồi anh em ạ. Và máy nông nghiệp lớn nhất hàng đầu lớn nhất Việt Nam này và hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đó. Được chuyển giao công nghệ này anh em từ tập đoàn Kubota Nhật Bản này anh em. Đó. Xin chào anh em, tất cả anh em đến kênh Quang Thái Nông Cơ nhé anh em. Thì hôm nay Quang Thái sẽ review về báo giá hai con động cơ xăng của Vigano anh em, hàng Việt Nam chất lượng cao, được sản xuất theo dây chuyền của Kubota Nhật Bản nha anh em. Thì hai con này đều là 6 người rưỡi anh em, nhưng mà giá nó khác anh em. Thì còn con xéo á thì 6 người rưỡi thì giá nó là 3 triệu 8 ba vận chuyển anh em. Và cái con cốt thẳng á thì giá là 3 triệu 1. Con này là con cốt thẳng nè anh em. Thì con cốt thẳng là giá 3 triệu 1 anh em, 6 người rưỡi này tua 3.600. Thì nó có cái mẹ của nó này anh em là 168F-2 nha anh em. Thì nó là 6 người rưỡi cốt thẳng. Và bên này này anh em thấy không? Nó cũng 168 này, 168F-2 nhưng mà nó có chữ L ở sau nha anh em, là cốt xéo nha anh em. Thì cốt thẳng với cốt xéo nó khác nhau như thế nào anh em? Cốt xéo thì tua nó có 1.800 thôi anh em. Nó rè một cái cốt nó rè nó que một cái nhông. Cái máy nó rè nó que một cái nhông xong đến rè cái cốt. Thì nó giảm đi từ cái nhông nhỏ qua nhông lớn thì tua máy nó còn có 1.800 nha anh em. Thì cái cấu tạo của cái con cốt xéo thì nó phức tạp hơn anh em. Đấy, nó phức tạp hơn thì giá nó sẽ đắt hơn 700 ngàn ha. Nó là 3 triệu 8 này. Con này là 6 người rưỡi này, cốt xéo này 3 triệu 8 này, ba vận chuyển anh em. Thì máy này là máy mới 100% nha anh em, bảo hành 6 tháng nha anh em, chưa có xăng nhớt anh em ha. Thì tổng quan bên ngoài nó nhìn nó thì khá là giống nhau, nó khác nhau ở cấu tạo cái cốt re tua chậm và tua nhanh thôi anh em. Thì hai con giống y chang nhau anh em ha, 6 người rưỡi này, lọc gió giấy này, chớ hô ri này nha anh em, chớ hô ri ha, chớ chơi bình xăng con ở đây, tất cả đều chớ hô ri, sản xuất theo công nghệ quầy dây chuyền của Kubota nha anh em. Đây là cái nơi địa điểm này, City Biên Hòa Đồng Nai này anh em. Việt Nam mình ha, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, cái đây là cái thùng của của hai con ha. Đây anh em ha, đây là cái công ty Vinafarm nè anh em, Vinabro ha, Vicino này. Cái công ty này nó được thành lập từ Vicino được thành lập tới năm 1967 nha anh em. Thì cũng khá là lâu năm rồi anh em ha. Và máy nông nghiệp lớn nhất hàng đầu lớn nhất Việt Nam này và hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đó. Được chuyển giao công nghệ này anh em từ tập đoàn Kubota Nhật Bản này anh em. Đó, sản xuất có nghĩa là hồi xưa đó là Kubota là liên danh, liên danh giữa Nhật và Việt Nam. Sản xuất theo Kubota, bây giờ là Việt Nam mình là chủ của công ty luôn anh em ha. Đó, thì được mua lại dây chuyền của Nhật luôn, sản xuất luôn ở Đồng Nai luôn anh em. Thì cái con này là con tua chậm này, tua chậm thì nó là tua 1.800 anh em. Anh em nào mà dùng đỡ mà dùng cái xịt áp cao anh em thì dùng nó nha anh em, 3 triệu 8 này anh em. Con này 3 triệu 8, cốt xéo anh em thấy không? Đó, đúng rồi, cốt thẳng là nó ra chỗ đây anh em ha, nhưng mà nó quen một cái nhông. Nó quen một cái nhông lớn qua đây, nó cốt xéo ở đây. Anh em ha, còn cái con này là con 3 triệu 1 này anh em. Thì cái con này là cái con cốt cốt thẳng anh em ha, cốt thẳng này. Đấy, cốt thẳng ha, giá 3 triệu 1, 6 người rưỡi này, Vicano hàng Việt Nam chất lượng cao này. Sản xuất theo dây chuyền của Kubota Nhật Bản nha anh em. Đó, trọng lượng bản thân thì tí nữa Quang Thái sẽ cân cho anh em mình xem ha. Đấy, con này cốt xéo nè anh em thấy không? Đấy, cốt xéo ha, cốt xéo là tua 1.800 nha anh em. Giá là 3 triệu 8 ba vận chuyển Vicano, hàng Việt Nam chất lượng cao. Cốt trục là cốt trục 20 nha anh em. Hàng quy chuẩn là cốt trục 20 anh em ạ. Còn hàng Trung Quốc á, giá rẻ thì cốt trục nó có 19 thôi anh em. Anh em mình lưu cái cốt trục đó mua vô ly rồi anh em ha. Đây, cốt thẳng này anh em thấy không? Nó ra trực tiếp vào đây là tua 3.600 này. Đó, là đúng ra cốt thẳng này ra chỗ đây anh em ha. Nhưng mà nó chiên một cái nhông nhỏ này qua nhông lớn giảm đi dòng tua là còn có 1.800 thôi, 1.800 vòng trên phút tối đa anh em ha. Thì giá nó là 3 triệu 8 ba vận chuyển. Thì Vicano thì hàng chất lượng rồi. Đó, bình xăng khá là dày dặn ha. Hàng mới 100% nha anh em. Cái này bảo hành điện tử này, anh em cào cái mã số này gửi tới 8077 ha. Con này cốt xéo này, con này cốt thẳng này. Giờ Quang Thái sẽ cân trọng lượng cho anh em mình xem ha. Và anh em mình mua về thì bên Quang Thái có tặng cho anh em mình 0,6 lít nhớt. Có nghĩa là hơn nửa lít nhớt để đổ vô dùng anh em ha. Con này là 3 triệu 1 này. Đó. Thì Quang Thái cân thử ha. Trọng lượng khô là nó nặng là 14,4 kg nha anh em ha. 14,4 kg ha, dán xíu. 14,4 kg anh em. Là cái con cốt thẳng anh em, chưa sang nhớt nha anh em. Còn con cốt xéo thì nặng hơn nè anh em. Cốt xéo thì nó thêm một nhau.
một cốt xéo thì nó là 15,8 kg nha anh em. Đó. Nó nặng hơn 1,4 kg anh em ha. Nặng hơn 1,4 kg đúng không? À. Nè, cái nhằn nhông đó anh em, nhằn nhông phía sau nó nặng hơn 1,4 kg và nó đắt hơn 700.000. Và cái chức năng nó thì khỏe hơn. Anh em mà dùng đầu xịt mà lớn lớn đó, mà xịt áp cao cỡ 11 mét thì dùng cái con cốt xéo này thì đạt tiêu chuẩn ha. Đó, hoặc là dùng vỏ lái mà cái vỏ lái mà là cần có sức mạnh hả thì tua nó chậm, mà moment nó lớn. Rồi còn con này thì chạy tua nhanh. Con này chạy tua nhanh, anh em tùy theo cái nhu cầu anh em mình cần dùng thì mua ha. Cho nó thích hợp ha anh em ạ. Thì Vigano thì nó mỗi cái máy Vigano nó có tặng có một cái mùa tiếp cho bạn mua lưới anh em. Đấy. Đó, què tặng theo của Vigano nó vậy thôi hả. Một tiếp dạng bu ri để mình kiểm tra ri hoặc là mình vệ sinh rồi anh em, một cái cây để mà mình bạn ha. Đó, Vigano nó vậy thôi anh em. Đó, thì giờ Quang Thái sẽ báo giá là một lần nữa cho anh em ha. Vigano 6,5 người nè, cốt thẳng này anh em, tua 3,6 này, giá là 3,1 triệu bao vận chuyển anh em, tặng cho anh em mình 0,6 lít nhớt để mà đổ vô dùng. Đó, cái bình nhớt này là mình đổ vô 0,6 là y luôn anh em. Đó, mình đổ vô đây về nó có in lock này, Vigano này, in chìm này anh em ha, in chìm hả. Đó, và có in nổi đây nữa anh em. Anh em mình đỡ chống hàng dễ ha. Đó, in nổi cho nó chỗ vị trí này. Anh em thấy không? Đặc điểm hai đặc điểm để mình nhận ra Vigano chính hãng nha anh em. Chứ đỡ mình mua hàng Trung Quốc mà mình cứ tưởng Vigano anh em. Thì tiền nào của đó thôi anh em, hàng chất lượng thì nó phải làm đỡ mà. Nó chống hàng dễ nha anh em. Chứ nhiều lúc mấy ông hàng Trung Quốc giá rẻ thì đưa vô đây đâu có được anh em ha. Đó, hàng Vigano thì nó sẽ bài bản, nó có tem chống hàng dễ này. Đó. Rồi cái hiệu của nó này, và cái này cái tem của nó này không dễ được đâu. Nếu mà anh em để ý những cái thông số trên ha, cái này lọc gió thì xài bền rồi, cái lọc gió bằng giấy thì xài rất là bền nha anh em. Đó, Quang Thái sẽ báo giá lại một lần nữa nha anh em. Vigano 6,5 người, cốt thẳng á, là giá 3,1 triệu bao vận chuyển nha anh em, và Vigano cốt xéo này 6,5 người cốt xéo thì giá nó là 3,8 triệu bao vận chuyển anh em. Nó cũng có in lock này. Đó, anh em dựa vào cái Quang Thái mắt này nhé. Đó, Vigano này, đây là in chìm này, còn đây là in nổi này, in nổi là ngay vị trí này anh em. Đó anh em ha. Đó, anh em ha. Đó, in nổi vị trí này anh em nha, nhớ ngay cốt lên đây xíu là nó là dưới bình xăng rồi đây. Đó, dựa vào nhập dưới cái thông số này nữa, tem này này. Đó, rồi cào báo hành điện tử nữa này. Đó, những cái chi tiết đó là anh em mình sẽ chọn ngay đúng cái hàng chính hãng liền anh em. Cốt xíu thì giá 3,8 triệu bao vận chuyển, còn cốt thẳng là giá 3,1 triệu bao vận chuyển. Đấy, thì cũng có nhiều anh em thắc mắc về vấn đề để phân biệt á, cốt thẳng cốt xéo và giá. Thì hôm nay Quang Thái quay để cho báo cho anh em mình biết tình hình giá và những cái gì mà Quang Thái biết để anh em mình phân biệt ha, phân biệt hàng chính hãng. Cảm ơn anh em đã xem hết clip. Chào tạm biệt anh em, hẹn lại anh em trong những clip gần nhất. Chào tạm biệt anh em nhé.